Mục tiêu chúng tôi đặt ra là có điểm trước Iran. Tôi có nói với cầu thủ rằng mục tiêu của chúng ta có căn cứ là khả thi. Trong cuộc họp chuyên môn, chúng tôi đã thống nhất mục tiêu phải có điểm trước Iran. Còn kết quả thế nào, tất cả chúng ta cùng chờ xem, ông Hoàng Anh Tuấn cho biết. Ở trận ra quân ASEAN 19, Olympic Việt Nam đánh bại Olympic Mông Cổ với tỷ số 4-2. Tuy nhiên, màn trình diễn của các cầu thủ khiến ông Hoàng Anh Tuấn không hài lòng. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, đội có thời điểm mất tập trung. Vì vậy, huấn luyện viên trưởng yêu cầu các cầu thủ khắc phục vấn đề đó. Olympic Việt Nam 4-2 Mông Cổ. Chúng tôi đã họp ban huấn luyện, họp với các cầu thủ để nhắc nhở, điều chỉnh lại một chút bởi đối thủ ngày mai của Olympic Việt Nam hoàn toàn khác. Đội tuyển quốc gia của Iran đang đứng thứ 22 trên bảng xếp hạng FIFA, cách đội tuyển Việt Nam rất xa. Chúng ta cần hết sức cẩn trọng, phải rút kinh nghiệm và khắc phục ngay những lỗi đơn giản nhất mắc phải ở trận gặp Mông Cổ, ông Hoàng Anh Tuấn cho biết. Tại ASEAN 19, mục tiêu chính của Olympic Việt Nam là tạo cơ hội thi đấu cho các cầu thủ trẻ, rèn giũa kinh nghiệm thi đấu. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, trước bất kỳ đối thủ nào, đội bóng cũng tuân thủ triết lý kiểm soát bóng, chủ động tấn công. Ông khẳng định lại điều đó ở cuộc đối đầu với Olympic Iran. Đương nhiên gặp đối thủ mạnh thì thời gian kiểm soát bóng theo mong muốn của chúng ta không hề dễ dàng. Tôi động viên, ủng hộ và nhắc nhở các cầu thủ làm sao thực hiện tốt nhất những gì mình có. Tất nhiên, kết quả trận đấu cũng hết sức quan trọng nhưng lối chơi chúng ta định hình thì phải cố gắng làm tốt nhất, ông Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh. Olympic Việt Nam nhiều khả năng vắng tiếp Nhâm Mạnh Dũng và Phan Tuấn Tài vì lý do sức khỏe. Đây là hai cầu thủ giàu kinh nghiệm trong đội hình. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tiếc nuối nhưng khẳng định ban huấn luyện luôn có phương án thay thế. Rất tiếc, trong điều kiện bất khả kháng, chúng ta buộc phải chấp nhận và có phương án thay thế. Thật đáng tiếc nhưng cũng không phải là quá khó khăn. Thật ra, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác cả. Chúng ta phải sử dụng lực lượng vốn có. Lực lượng này của chúng ta đã được tập với nhau rất lâu rồi, nhà cầm quân người Khánh Hòa cho biết. Trận đấu giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và Olympic Iran sẽ diễn ra vào 18:30 tối nay 21 tháng 9 theo giờ Việt Nam.